Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Hôm qua, Quảng Ninh ghi nhận thêm 315 ca mắc COVID-19. Mặc dù có giảm 28 ca, song số ca mắc mới lại tập trung vào một số địa phương như thị xã Quảng Yên 95 ca, tăng 24 ca, trong đó ghi nhận số lượng lớn công nhân liên quan đến khu công nghiệp V-Ship Hải Phòng. Thành phố Cẩm Phả 89 ca mắc mới, tăng 25 ca, chủ yếu là công nhân công ty than Hạ Long và học sinh một số trường học trên địa bàn. Các địa phương Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều có số ca mắc mới giảm nhưng cũng vẫn đáng lo ngại. Cụ thể là Hạ Long 38 ca, Uông Bí 48 ca, Đông Triều 40 ca. Hôm qua, huyện Đầm Hà ghi nhận 1 ca mắc mới, Móng Cái 4 ca. Lũy tích từ đầu dịch đến nay, Quảng Ninh ghi nhận 6.034 ca. Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, Cẩm Phả, Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, dịch đang bùng phát mạnh trong cộng đồng, đặc biệt liên quan đến nhiều công ty than, khu công nghiệp và trường học. Quảng Yên, Đông Triều sẽ liên quan đến chùm ca cộng đồng do lây nhiễm từ gia đình, từ các công ty, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Để tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách, sẵn sàng mọi phương án ứng phó nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả với mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 1 dừng hoạt động tại các chốt kiểm soát thông tin, điểm khai báo y tế, quét mã QR ra vào tỉnh, chuyển kiểm soát khai báo y tế qua ứng dụng PC COVID cho người phương tiện tại các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh với các địa phương đến cấp xã phường, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đảm bảo điều kiện 100% người phương tiện ra vào địa bàn tỉnh phải thực hiện khai báo y tế và phải được kiểm soát. Với số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng liên tục, từ ngày 8 tháng 1, thành phố Cẩm Phả đã nâng cấp độ dịch từ cấp 1 vùng xanh thành cấp 2 vùng vàng. Tính đến ngày hôm qua, địa phương có 2 phường đang có dịch ở cấp độ 3 và 7 phường đang ở cấp độ 2. Hầu hết các ca nhiễm COVID-19 đều có yếu tố liên quan đến người từ nơi khác vào địa bàn. Cùng với việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản số ca F0 tăng trong những ngày tới, thành phố Cẩm Phả đang tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp F0 cách ly tại nhà, xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng, đặc biệt là những người đi từ tỉnh ngoài trở về địa phương. Là một trong hai địa phương cấp huyện của tỉnh hiện đang là vùng cam, thành phố Uông Bí đã chỉ đạo tạm dừng các sự kiện, các hoạt động thể dục thể thao, tập trung đông người. Đối với các dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về và phải thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Một số hoạt động kinh doanh dịch vụ khác vẫn được phép hoạt động nhưng chỉ phục vụ tối đa 20 người cùng một thời điểm, phải đảm bảo khoảng cách, thường xuyên thực hiện xét nghiệm tầm soát, chủ cơ sở và người làm việc tại đây. Các khu điểm du lịch không đón khách tham quan. Đối với chợ truyền thống chỉ được bố trí luân phiên tối đa 50% số lượng gian hàng, quầy hàng. Người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K. Để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan thì sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương là chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của mỗi người dân cần nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch. Không phải tất cả những ai mắc COVID-19 đều cảm thấy bị bệnh. Ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh thì họ vẫn có thể lây virus sang cho người khác. Nếu người mắc COVID-19 đi dự đám cưới hoặc lễ tang hay tới bất kỳ nơi tụ tập đông người nào, họ có thể dễ dàng lây virus sang cho những người khác có mặt ở đó. Điều này đặc biệt đúng khi không ai mang khẩu trang và không giữ khoảng cách 2 mét với những người khác. Những người bị nhiễm virus tại sự kiện đó lại mang virus về nhà và làm lây lan sang người thân và bạn bè. Bây giờ thì tất cả những người sống chung với họ đều có thể nhiễm bệnh. Và nếu tất cả những người này đi làm, đến trường hoặc đến bất kỳ nơi tụ tập nào khác, những người ở các nơi đó cũng có thể bị nhiễm bệnh. Từ một người mắc COVID-19 đều có thể nhanh chóng trở thành hàng chục người hoặc nhiều hơn nữa trước khi mọi người làm gì đó để có thể ngăn chặn sự lây lan. Áp dụng những điều cần làm để bảo vệ gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Tránh tới các nơi tụ tập đông người. Đeo khẩu trang. Giữ khoảng cách ít nhất 2 mét với những người khác. Rửa tay, sát khuẩn tay. Chủ động thường xuyên test nhanh và nếu có kết quả dương tính, hãy báo cho cơ sở y tế gần nhất. Trong năm 2021, dù chịu những tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, song nhờ sự quan tâm sát sao của Trung ương, của tỉnh, cùng tinh thần kỷ luật đồng tâm của những người thợ mỏ đã giúp Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Kết quả này góp phần củng cố niềm tin và tạo động lực quan trọng để công nhân cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện các mặt nhiệm vụ trong năm 2022. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, trong năm 2021 vừa qua, lần đầu tiên hàng nghìn thợ mỏ quê ngoại tỉnh đã ở lại Quảng Ninh, không về quê trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ trong năm.
Tinh thần đó tiếp tục được phát huy ngay cả trong dịp Tết Dương lịch 2022 vừa qua. Những đóng góp thầm lặng khi phải gác lại nỗi nhớ gia đình, những người thợ mỏ, người chiến sĩ đã tạo nên thành tích chung của ngành than và tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn. Cũng nhằm đảm bảo cho công nhân phòng chống dịch, tỉnh Quảng Ninh đã ưu tiên cho người lao động ngành than tiếp cận với vaccine phòng chống COVID-19, sớm hoàn thành việc tiêm 2 mũi vaccine cho hơn 80.000 công nhân cán bộ ngành than và đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 3. 100% anh em trong tổ là đã được tiêm vaccine. Đấy thì là như vậy. Còn về với góc độ tổ thì đấy, chúng tôi cũng thực hiện là không ra khỏi tỉnh Quảng Ninh cũng không cần thiết. Ngay bản thân tôi thì cũng không về quê trong đợt Tết Dương lịch vừa rồi. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, các đơn vị ngành than đã kịp thời điều chỉnh linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh, nhất là khi có KF0. Qua đó đã giúp kiểm soát và lập lại trạng thái bình thường mới, ổn định hoạt động, không để đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh. Một số cái hoạt động liên quan đến công tác phòng chống Covid ở công ty đã thực hiện như là công tác 5K, sử dụng công nghệ QR code để kiểm soát người ra vào cơ quan cũng như vào lò, và kể cả công tác tuyên truyền. Thì từ đó thì cái nhân lực năm 2021 của công ty không bị đứt gãy, công tác sản xuất kinh doanh thì duy trì đảm bảo tốt. Khẳng định vai trò trách nhiệm là một trong ba trụ cột an ninh năng lượng quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường và thực hiện đúng cam kết với tỉnh, tăng từ 1,5 đến 2 triệu tấn than sạch so với kế hoạch đầu năm, để bù đắp cho sự sụt giảm của ngành dịch vụ du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Ninh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chúng tôi đã áp dụng và đẩy mạnh cái việc giao ca công trường. Đối với cái giao ca công trường thì sẽ tăng được cái thời gian làm việc hữu ích của thiết bị. Tính trung bình mỗi xe giao ca công trường, chúng tôi sẽ nâng cao được năng suất từ 300 đến 500 tấn km trên xe trên ca, và từ đó là nâng sản lượng được khoảng 5 đến 7% sản lượng. Năm 2021, tập đoàn TKV sản xuất trên 40 triệu tấn than, tăng 5% so với kế hoạch năm, tăng 2,2 triệu tấn so với kế hoạch. Than tiêu thụ 44 triệu tấn, đạt 105% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước cho tỉnh Quảng Ninh ước đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với kế hoạch đầu năm. Đóng góp quan trọng vào thu nội địa và tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021. Đây cũng là động lực quan trọng để tập đoàn thực hiện nhiệm vụ của năm 2022 với chỉ tiêu than khai thác 41 triệu tấn, than tiêu thụ từ 43 đến 45 triệu tấn. Năm 2022 thì chúng tôi xác định là tiếp tục phải đầu tư mở rộng sản xuất, sẽ lập các dự án đầu tư để xây dựng cái mỏ mới, thế rồi là duy trì phát triển cái mỏ cũ để làm sao cái điều kiện để tăng cái sản lượng khai thác than. Cái thứ hai nữa là tập đoàn sẽ đầu tư vào cái công nghệ để làm sao gì cái công tác quản lý tốt lên. Cái thứ hai thì năng suất lao động được tăng lên và điều kiện lao động của người lao động được tốt lên. Thành công ngoạn mục trong năm 2021 của tập đoàn TKV một lần nữa tiếp tục khẳng định mối quan hệ mật thiết, máu thịt, ngày càng chặt chẽ, hiệu quả của TKV với tỉnh Quảng Ninh, cùng tinh thần kỷ luật, đồng tâm của những người thợ mỏ đã tạo thành sức mạnh tổng hợp, nguồn lực nội sinh để ngành than vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đất nước. Để đảm bảo các điều kiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế, bên cạnh xây dựng lộ trình triển khai gắn với các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, việc thẩm định các doanh nghiệp, cơ sở du lịch đủ điều kiện đón khách quốc tế được Sở Du lịch tiếp tục triển khai. Cụ thể, vừa có thêm 3 doanh nghiệp được phép tham gia gồm Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh, Tập đoàn Tuần Châu và Khách sạn Hạ Long Harbour. Trước đó, đã có một số đơn vị lưu trú vận chuyển tàu du lịch tham quan lưu trú trên Vịnh Hạ Long cũng đã được thẩm định cấp phép. Mới đây, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận một trường hợp 35 tuổi trú tại thị xã Quảng Yên dập nát toàn bộ hai bàn tay do tai nạn pháo nổ. Các bác sĩ đã phải tiến hành giảm đau, hồi sức cấp cứu và nhanh chóng phẫu thuật để xử trí vết thương. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt cụt hai bàn tay để bảo toàn tính mạng cho người bệnh.
Hiện tại người bệnh đã được tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện. Theo các bác sĩ, thời điểm càng gần Tết Nguyên đán, số người bị thương tích do pháo nổ ngày càng nhiều. Từ đầu năm 2022, chỉ riêng tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận 2 trường hợp phải nhập viện do tai nạn pháo nổ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, hôm nay mùng 10 tháng 1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng sáng sớm ngày mai 11 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của tỉnh Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió bắc đến đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 có lúc cấp 5, vùng biển Cô Tô, đảo Trần cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 3, cấp 4. Toàn tỉnh có mưa, mưa nhỏ, trời rét. Thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.